Biển Đông sắp đón bão cấp 11. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Noru. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có thể tiến vào Biển Đông những ngày tới. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia biến đổi khí hậu và giảm thiểu thiên tai nhận định, khi đi vào Biển Đông, bão tiếp tục mạnh lên và đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đến 18 giờ ngày 27 tháng 9, bão sẽ cách đất liền bờ biển Trung và Bắc Trung Bộ khoảng 200-250 km về phía đông. Khoảng 1 giờ sáng ngày 28 tháng 9, bão có khả năng đổ bộ đất liền. Theo chuyên gia Huy Nguyễn, vị trí đổ bộ được dự báo có thể vào khu vực Huế, Đà Nẵng và đi chích sang Quảng Trị. Vùng ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh là Quảng Nam tới Quảng Bình. Sức gió khi bão đổ bộ là 100-120 km/h, tương đương bão mạnh cấp 11, 12, giật trên cấp 13, tương đương bão cát 2, thang đỏ quốc tế. Vùng mưa lớn khi bão đổ bộ trực tiếp là Quảng Ngãi tới Quảng Bình. Các khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cũng bị ảnh hưởng của mưa lớn khi bão đổ bộ. Chuyên gia Huy Nguyễn bày tỏ sự lo lắng về vùng mưa hoàn lưu rất nguy hiểm là từ Thừa Thiên Huế tới Nghệ An, trong đó mưa hoàn lưu tập trung từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, nguy cơ lũ lụt rất cao vì mưa hoàn lưu từ chiều 27 đến hết ngày 29 tháng 9. Đặc biệt lưu ý, ông Huy Nguyễn cho biết, tàu thuyền trên biển từ vĩ tuyến 15 lên phía Bắc nên di chuyển vào bờ và đi theo hướng Nam. Dự kiến bà con ngư dân phải nghỉ đi biển khá dài vì sau bão số 4 sẽ có bão số 5 hình thành luôn trong ngày 30 tháng 9 trên Biển Đông.